Vâng, xin chào các bạn đã đến với kênh RC Việt Nam. Ngay trước mặt tôi đây nó là một chiếc xe Jeep cực kỳ mới của năm 2020. Nó có tên là Gradia. Loại bán tải nhá, pick up. Chiếc xe này hiện tại là RC chưa sản xuất. Và những người yêu thích những chiếc xe 1.1 đã chuyển hóa nó thành về RC. Chủ nhân của nó là anh Hưng. Theo nữa các bạn sẽ gặp mặt anh ấy sau. Bây giờ giới thiệu chiếc xe này một cách hết sức chi tiết hơn. Vì chiếc xe này được đổ rất là công phu và tỉ mỉ từng đường nét một. Tất cả những cái thứ mặt ga lăng thứ này, rồi là táp lô, rồi là chắn bụi, cứ là phải làm lại hết với bàn tay cực kỳ khéo léo của anh ấy. Thực sự là tôi rất là hài lòng và ưng chiếc xe như này. Tỷ lệ nó rất là đẹp, chuẩn như một chiếc xe 1.1 luôn. Những chi tiết phía đằng sau rồi mọi thứ trên cái body của chiếc xe này được thể hiện một cách rất là tỉ mẩn luôn. Tỷ lệ và size nó rất là chuẩn. Mặc dù nó chưa hoàn thiện hết 100% nhưng mà cơ bản là rất là ưng ý. Rồi bây giờ tôi sẽ quay lại sát chiếc xe này để cho anh em có thể nhìn được kỹ chiếc xe nó tuyệt vời như thế nào. Ok. Vâng, xin giới thiệu các bạn, đây là anh Hưng, chủ nhân của chiếc xe Jeep bán tải. Anh rất là đam mê và rất là tâm huyết với chiếc xe của mình. Và anh có thể giới thiệu qua cho các bạn để biết được quá trình mà anh độ chiếc xe này như thế nào không nhỉ? Thật ra thì nói về quá trình độ chiếc xe này, tôi tốn khoảng ít nhất là 3 tháng để làm. Cũng làm khá túc tắc thôi, nhưng mà đây là có thể nói chiếc xe mà tôi tâm huyết nhất từ trước đến giờ. Trước tiên thì nói về phần body. Phần body chiếc xe này thì là phần tốn nhiều thời gian nhất. Tôi đã hoàn thành cái body này từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Tại vì thị trường hiện tại thì không có cái mẫu bán tải này. Nếu bạn nào chơi RC thì cũng biết điều này. Tôi đã bắt đầu làm cái phần đầu này bằng cách phủ những cái lớp putty trắng để làm lại, tạo hình lại cái bản mặt này của cái xe Jeep này. Cả cái phần hốc bánh xe này nữa. Đấy, cái phần đặc trưng nhất của con Jeep Gradia này là cái mặt phần đầu. Phần đầu mặt ca lăng là cái điểm nhấn nhất của cái đời xe này. Nó thay đổi cục diện của chiếc xe này luôn. Đấy là điểm nhận diện cho con xe này. Đó, và cái táp lô của nó cũng thế. Đi đến phần thân xe thì tôi có kéo dài cái trục cơ sở ra. Chính vì kéo dài ra ấy, thì chúng ta phải làm phần này nó rộng ra. Thì tôi cũng chám putty như phần đầu thôi, thì nó không phức tạp lắm. Phần tốn nhiều thời gian nhất là phần đuôi xe này. Như các bạn thể thấy thì nó không giống một cái xe nào trên thị trường cả. Thì tôi làm nó bằng tay rồi, toàn bộ 100%. Sử dụng những nguyên vật liệu đơn giản có thể mua trên thị trường như là nhựa ABS, nhựa mica, hoặc là nhựa làm những cái mô hình của Gundam. Sức kỹ các bạn ạ. Đây, đây phía bên trong khoang nội thất của chiếc xe. Cửa sau có mở đâu mà. Không, cái body này là cửa sau cứng. Ok. Cần mở cửa trước thôi đó là có ích luôn rồi. Các bạn thấy không? Nhìn mọi thứ rất là chi tiết. Cái xe này thì được tôi dựng lên trên cái kit Terrex 4 phiên bản 313, nhưng mà bây giờ đã kéo dài trục cơ sở lên tận 365 rồi. Một chiếc kit đã được kéo dài ra trục cơ sở. Về đặc thù của con Jeep Gradia này, nó khá là dài. Dòng pick up thì nó còn dài hơn dòng SUV. Anh có thể quay gần xe cũng được cho bạn xem. Rồi đây, cái mặt ga lăng của chiếc xe được thể hiện rất là kỹ và tinh xảo, bạn thấy không? Hệ thống đèn rồi là mọi thứ nhìn như một chiếc xe thật luôn. Cản và tời rất là cản tời này thì mua sẵn nha các bạn nha. Cản tời này thì có rất nhiều loại trên thị trường, tùy vào sở thích của các bạn thôi. Đây hệ khung gầm của chiếc xe đây. Chiếc xe này có thể đóng mở V-size và hộp số 2 cấp. Đây đã được lối dài hệ sụp cơ sở bằng link dài ra, kéo dài ra. Tôi rất là thích cái hốc bánh trước này, thì nó rất là đẹp. Thì nó rất là scale luôn. Con hố hệ thụt giảm sóc của nó, bình dầu đó. Bình dầu rồi, những cái loại này thì nó cũng giá nó cũng khá cơ bản trên thị trường.
Đây còn đang anh ấy còn đang thiếu hệ đèn sinh an ở phía chắn bùn này, đặc thù con Grand này nó sẽ chuyển đèn sinh an ra đây. Đó, bỏ hết những cái đèn ngày xưa nó có những cái đèn nhỏ thế này. Đèn sinh an. Đèn nhỏ sinh an thế này. Chuyển đèn sinh an và đèn daylight này. Đây cả những cái chi tiết thoát gió, mang cá đã được anh ấy làm lại một cách rất là trung thực. Duy nhất chỉ có điều là cái phần khó nhất là cái đoạn này thì mới chỉ được tạo dáng để cho nó lõm vào ấy. Đúng không? Cái đường gân của xe. Đường gân của xe. Những chiếc xe thật thì cái gân này nó sẽ rất là dày hơn một chút và nó có độ mềm. Cái này thì chưa khắc phục được. Hy vọng thời gian tới anh sẽ cố gắng để phiên bản sau hoặc là phiên bản nâng cấp sẽ đắp lên để làm sao đấy trông nó khá là thật. Phần đuôi thì được chế theo kiểu xe độ. Phần đuôi thì độ sẽ chế theo xe độ. Các cái đường gân của thép trông tạo nên được cái cảm giác rất là hầm hố và dành cho những loại xe phượt. Đây, chúng ta nhìn thấy không? Hệ hốc bánh từ anh đã làm rất là tỉ mẩn. Sơn theo dạng sơn siêu cứng, sần nhám. Đây là những dụng cụ. Xe được trang bị các cái bậc thang lên xuống. Xe này đúng là xe off-road dành cho kiểu chuyên phượt và những cái địa hình rất là phức tạp. Vâng, một chiếc xe rất là tuyệt vời và cảm ơn anh Hưng đã có một buổi nói chuyện rất là thú vị. Rất mong thời gian tới anh sẽ cho ra những sản phẩm rất là đẹp để anh em cùng chiêm ngưỡng. Vâng, cảm ơn anh.